tù binh bị đâm lên 10 ngón tay rồi bị đuổi xuống vùng nước lạnh ngắt. Chưa đầy 5 phút anh ta đã không chịu nổi. Đó là một chiêu mà quân Nazi dùng để thử nghiệm với nhiều người, và kết quả thì ai cũng biết không ai trụ nổi quá 5 phút. Trung úy thấy vậy không tin bèn cởi áo khoác rồi dũng cảm bước xuống nước. Nhưng cho dù hắn có cố gắng cỡ nào, cũng chẳng chịu nổi hơn 10 phút. Thực ra trung úy làm thử nghiệm khốc liệt này chỉ để kiểm tra xem liệu người lính bị thương ở chân có thể sống sót mà bơi qua cái eo biển băng giá này không. Mùa hè mà muốn bơi qua đây thì cũng phải mất hơn 20 phút cơ. Cuối cùng khi bị cảm lạnh, hắn ta cũng xác định rằng gian không thể nào sống sót bơi qua được cái eo biển lạnh cóng này. Thế là hắn viết số người bị bắt trong báo cáo từ 11 thành 12. Nhưng không ngờ gian không những chịu đựng được nước biển lạnh ngắt mà còn vượt qua cả những cơn bão tuyết. Sau khi trải qua hàng loạt khó khăn, gian không những thoát khỏi sự truy đuổi của quân Đức mà còn mang theo những tài liệu mật về. Đây là một sự kiện có thật trong Thế chiến thứ 2. Vào ngày 9 tháng 4 năm 1940, quân Nazi Đức đánh chiếm Na Uy, Hitler dựng thành lũy ở đây và đặt căn cứ máy bay tàu ngầm ở phía Bắc. Anh Quốc đã huấn luyện cho 12 lính Na Uy, rồi đưa họ về thực hiện nhiệm vụ phá hoại máy bay và thiết bị của Đức. Đây được gọi là chiến dịch Martin trong lịch sử. Khi họ chuẩn bị lên bờ, người liên lạc trước đó bỗng dưng chết mà không rõ lý do. Người liên lạc mới nhận tin đã phản bội khiến thuyền của họ bị quân Đức tóm gọn. Dù bọn họ đã vùng lên phản kháng, nhưng trước sức mạnh của quân địch chỉ có thịt nát xương tan. Vì vậy đội trưởng gian quyết định cho mọi người nhảy xuống biển. Anh châm ngòi thuốc nổ để tiêu hủy toàn bộ chứng cứ và giấy tờ mật. Khi chuẩn bị nhảy xuống thuyền, gian bỗng phát hiện chân mình vướng vào lưới, thấy dây ngòi nổ sắp cháy hết. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh nhanh chóng cởi giày để thoát khỏi dây vướng rồi mới nhảy xuống biển, tránh được mưa bom bão đạn từ quân Đức. Nhưng không ngờ, vừa bò lên bờ đã thấy quân Đức bao vây 11 người lính bị bắt ngay tại chỗ. Một đồng đội không chịu quỳ xuống đã bị bắn chết ngay lập tức. Hai người trốn sau tảng đá nghĩ mình có thể thoát được, nhưng khi quay lại thì phát hiện đã bị dí súng vào đầu. Đồng đội cầu xin gian đừng để họ hy sinh oan uổng. Gian chỉ có thể đứng nhìn mắt dõi theo cảnh đồng đội bị đưa đi. Anh định đi lấy túi tài liệu ở phía trước, nhưng chưa kịp đứng dậy thì một lính Đức đã nhặt lên trước. Trong lúc thiếu úy thẩm vấn bọn họ, gian nhân cơ hội bỏ chạy lên núi, nhưng chưa chạy được xa đã bị quân Đức phát hiện. Đối mặt với kẻ thù, gian trốn sau một tảng đá chuẩn bị cho cuộc phản kháng. Nhưng khi gian rút súng ra, anh mới phát hiện nó đã bị đóng băng cứng ngắc. Anh vội vàng đập súng vào đá, chờ đúng thời cơ rồi bắn gục hai tên địch, sau đó lại tiếp tục chạy lên núi. Nhưng mà mặt đất lúc này toàn là tuyết, gian chỉ còn một chiếc giày nên không thể chạy nhanh được. Thế là không may anh bị quân Đức bắn trúng vào chân. Máu chảy ra nhuốm đỏ nền tuyết trắng, nhưng gian không hề dừng lại, vẫn quyết tâm tiến về phía trước. Quân Đức thấy vết máu nên lần theo đó mà tìm anh. Tới hồ nước dưới đất, họ chỉ thấy vết máu mà không thấy gian đâu. Khi quân Đức ngó nghiêng tìm kiếm, gian tranh thủ chạy lên núi đá. Đi trên đá đau đớn thật, nhưng ít ra không để lại dấu chân dính máu, gian cũng sẽ có cơ hội trốn thoát. Đến tối, gian cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi. Anh kiểm tra vết thương dưới chân và đeo cái tất còn lại lên chỗ bị thương. Nhưng chưa nghỉ được bao lâu, quân Đức vẫn không từ bỏ, thậm chí còn chiếu nhiều ánh sáng lên trời để tìm anh. Dưới ánh sáng như ban ngày đó, gian không còn chỗ nào để ẩn nấp. Anh đành lặn xuống biển. Khi đối mặt với tình cảnh sống còn, nước biển có lạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của anh. Quân Đức đuổi đến chỉ còn cách từ bỏ, vì khi chúng thử thò tay xuống nước thì không thể nào chịu nổi cái lạnh. Họ tin rằng chẳng ai có thể sống sót bơi qua cái eo biển lạnh giá này, nên quyết định từ bỏ việc truy đuổi gian. Nhưng thực tế thì gian không những bơi qua được bờ bên kia mà còn sống sót một cách kỳ diệu. Tuy nhiên do ở dưới nước lạnh quá lâu, sự sống của anh cũng dần cạn kiệt. Khi anh gần như sắp chết cứng thì bất ngờ anh nhìn thấy một con thuyền, và người trên thuyền là người Na Uy. Họ không nỡ nhìn đồng bào mình chết nên đã tốt bụng đưa gian về nhà. Nhờ vậy gian may mắn giữ được mạng sống. Trung úy kiểm tra cặp tài liệu và phát hiện bên trong có ảnh của 12 người trong chiến dịch lần này. Hắn cầm bức ảnh đối chiếu từng người một thì phát hiện thiếu mất một người. Thiếu úy vội giải thích rằng người đó bị đuổi xuống eo biển lạnh giá. Nước biển ở đó lạnh đến mức âm độ, lại còn bị thương nên không thể nào sống sót. Nhưng trung úy lại cho rằng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau đó hắn chỉ thị cho thiếu úy điều tra toàn bộ nông trường ở đây, đặc biệt là bác sĩ, y tá hay những gia đình có người biết chữa bệnh. Sáng hôm sau, gian được ngư dân tối qua đưa qua eo biển, dẫn đến nhà một bác sĩ hy vọng chân anh sẽ được chữa trị. Gian bất ngờ xuất hiện làm bà lão giật mình, nhưng không may bác sĩ lại không có ở nhà. Gian định rời đi nhưng bà lão thấy anh đi cả nhắc nên gọi anh lại. Sau khi băng bó vết thương cho anh, bà nói rằng anh phải chữa trị kịp thời, nếu chân xuất hiện tia máu đỏ thì phải tới bệnh viện ngay lập tức, không thì sẽ chết. Khi gian cho biết mình muốn đi cứu đồng đội, vợ bác sĩ khuyên anh nên đến nhà San Vision xem sao. Vợ San Vision là y tá có thể giúp anh điều trị. Bà đã từng cứu con gái họ, gia đình họ đều là người tốt, có thể nhờ họ giúp đỡ gian. Nhưng chưa kịp nói hết câu, lúc này quân Đức đã tới kiểm tra. Khi bà lão đang tìm cách ứng phó thì gian nhanh chóng trốn sau đống tuyết. Sau khi xác nhận quân Đức đã rời đi, anh mới bắt đầu chạy tới nhà San Vision.
Ở bên này tên trung úy vẫn đang gắt gao truy tìm tung tích của Gian, nhưng cho dù hắn có dùng đủ mọi cực hình các đồng đội, của Gian vẫn không chịu tiết lộ tên anh. Thiếu úy nhắc nhở rằng cấp trên đang đợi báo cáo về vụ này, nhưng trung úy không tin Gian đã chết lạnh, nên hắn quyết định làm một thử nghiệm. Hắn ép từng đồng đội của Gian phải xuống nước xem ai có thể kiên trì lâu nhất. Kết quả khiến hắn thất vọng tràn trề, không ai chịu nổi quá 5 phút trong nước. Trung úy không tin hắn liền cởi áo khoác ra đi xuống nước để thử nghiệm, nhưng cuối cùng cũng không thể trụ nổi hơn 10 phút. Trong khi đó Gian đang tìm cách tránh mặt bọn lính kiểm tra, vượt qua bờ biển lạnh giá và những ngọn núi tuyết trắng xóa, cuối cùng cũng tới được trước nhà San Vision. Thấy có người lạ, San Vision lập tức cầm súng xông ra. Gian hoảng sợ ôm đầu quỳ xuống đất. Lúc này người dân quanh đó đã nghe được tin tức về người thứ 12 bỏ chạy. Ban đầu Gian không muốn thừa nhận mình là người đó, nhưng khi thấy mọi người quan tâm, anh quyết định bỏ bớt đề phòng, và vì hai đồng đội của anh cũng đang ở bệnh viện của vợ San Vision. Những người đã chịu cực hình được đưa tới bệnh viện, nhưng có hai người đã bị tra tấn cho tới chết. 9 người còn lại sẽ bị xử án tử hình vào tối nay. Tin tức này đối với Gian mà nói chẳng khác gì một cú đánh trời giáng vào tai anh. Trong lúc anh đang tuyệt vọng thì cô con gái của San Vision đi tới. Cô bé đưa cho anh một bản đồ vẽ tay và cổ vũ anh vượt qua khó khăn. Gian chợt nhận ra nếu không cứu được đồng đội thì ít nhất phải tìm cách thoát khỏi quân Đức. Nhìn bản đồ anh nhớ ra Thụy Điển là nước trung lập, chỉ cần vượt biên tới đó chắc chắn sẽ sống sót. Các đồng đội thực hiện nhiệm vụ cùng anh lúc này đang đứng trước cái chết. Họ đều biết rằng cái chết đang chờ đợi họ, nhưng không ai quỳ xuống cầu xin, thậm chí còn hát lên một khúc ca bi tráng. Họ tin rằng Nazi sẽ bị đánh bại, đất nước của họ sẽ được giải phóng. Khi tiếng súng vang lên, 9 người lính đã gục xuống, còn quân Đức lúc này đối xử với họ như súc vật, đạp ngã họ xuống hố. Sau đó chúng còn ra lệnh bắn thêm vài phát nữa để đảm bảo không còn ai sống sót. Sáng hôm sau, trước khi lên đường, Gian cẩn thận xé tên cô bé trên bản đồ xuống. Anh đề phòng chẳng mau nếu anh bị bắt thì gia đình San Vision sẽ không bị liên lụy. Sau đó anh cầm bản đồ đi tìm ngư dân mà San Vision giới thiệu. Nhờ có ngư dân, anh đã lên thuyền để tới Thụy Điển. Chân của anh đã xuất hiện tia máu đỏ, nhưng ở đây dường như để có điều kiện chữa trị là việc không thể. Ngư dân nói sẽ đưa anh tới Zchim. Mặc dù quân Đức canh phòng nghiêm ngặt ở đó, nhưng đó là con đường duy nhất để tới Thụy Điển. Bọn chúng đang canh chừng bờ biển, không ai nghĩ anh sẽ đi qua đó. Nếu anh có thể chạy tới Thụy Điển thành công thì đó sẽ là một gáo nước lạnh cho tên trung úy chuyên biệt danh là đến con muỗi cũng không thoát khỏi tay hắn. Do nước cạn gần bờ, thuyền không thể lại gần, nên ngư dân phải nhảy xuống nước rồi vác Gian lên vai để tránh cho anh bị ướt. Đối với người dân Na Uy, bị xâm lược, việc giúp Gian sống sót là một hy vọng lớn cho chiến thắng giải phóng đất nước của họ. Sau khi lên bờ, Gian nhảy lên ván trượt tuyết chuẩn bị băng qua sườn núi hướng về Thụy Điển. Chặng đường gian khổ của anh mới chỉ bắt đầu. Một mình giữa núi tuyết trắng xóa, cơ thể nhỏ bé của anh giống như một đốm đen giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ở bên này trung úy lạnh đến mức bị cảm, cuối cùng cũng phải từ bỏ việc tìm kiếm Gian. Hắn ta sửa báo cáo từ 11 người thành 12 người. Nhưng dù đã nộp báo cáo, nhưng một khi chưa thấy xác của Gian, trung úy vẫn không cam lòng. Ngày thứ 7 sau khi Gian bỏ chạy, anh trượt tuyết tới Zchim. Nhìn thấy quân Đức tập trung đông đúc, trong lòng anh có chút lo lắng. Kết quả là trong lúc bất cẩn đã trượt chân ngã cái bịch xuống đất, suýt nữa thì đâm phải chiếc xe ô tô đậu bên đường. Thấy có người lại gần, Gian vội vàng đứng dậy định chuồn, nhưng lại bị một người phía sau gọi lại. Không ngờ người đó chính là trung úy đang lùng bắt anh. Hắn đưa mũ cho Gian, cũng may mà hắn không nhận ra anh. Sau khi đội mũ lên, Gian không dám ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Tên trung úy quay về thì cảm thấy có điều gì đó bất thường. Một người bình thường thì tại sao lại có thể mạo hiểm đi trên núi tuyết như vậy? Điều này có nghĩa là có khả năng Gian chính là người lính thứ 12 đã mất tích. Gian lúc này vừa leo được lên đỉnh núi, thì bỗng dưng một chiếc máy bay lướt qua đầu anh sau đó quay lại. Gian nhận ra mình đã bị phát hiện, vội vàng tăng tốc chạy trốn. Nhưng ở vùng núi rộng lớn này, anh như một cái bia đỡ đạn, không có chỗ nào để lẩn trốn. Máy bay nổ súng tấn công, Gian nhanh nhẹn nhảy sang một bên tránh đạn. Tuy nhiên khi máy bay quay lại, anh lại phải chạy xuống dốc. Mặc dù đợt tấn công tiếp theo không bắn trúng anh, nhưng chấn động mạnh đã làm tuyết lở. Gian mất một gậy trượt tuyết, chỉ còn cách ra sức trượt xuống. Nhưng cơn bão tuyết ập tới, cây cối bị đổ gục. Phi công thấy vậy liền bỏ đi và quay về doanh trại báo cáo tình hình cho trung úy. Lúc này Gian bị mắc vào cành cây, dù vẫn còn sống nhưng anh bị thương rất nặng, lăn lộn một hồi dưới đất khiến anh choáng váng, không ngừng nôn thốc nôn tháo. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh dựa vào hai cánh tay còn có thể cử động dốc sức bò ra khỏi tuyết. Anh biết quân Đức nhất định sẽ quay lại tìm mình, nên chỉ cần còn thở anh vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi bò ra ngoài, móng tay của anh đã bong ra hết hai mắt, thì ứa máu, nhìn vô cùng thảm thương. Lúc này ánh nắng chiều hắt lên người anh như một bức tranh sơn dầu từ thiên nhiên. Nhưng cảnh đẹp như vậy lại như đang thúc giục cái chết của anh, vì khi mặt trời lặn anh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Thế là Gian tiếp tục cố gắng đi về phía trước. Để tự động viên mình, anh thậm chí còn hình dung ra chính mình đang cổ vũ cho bản thân kiên trì. Nhưng sức lực của anh giờ đã cạn kiệt, đến nhảy qua một con sông cũng không nổi, anh chẳng còn cách nào khác đành để đôi chân ngâm trong nước đá lạnh.
Khi bò lên bờ, đôi chân của anh đã tê cóng, cơ thể gần như tới mức cực hạn, nhưng anh vẫn quyết không từ bỏ vì đồng đội hy sinh vẫn đang chờ đợi chiến thắng. Cứ như vậy, anh như một cái xác biết đi, lê bước trên nền tuyết dày tới đầu gối suốt 3 ngày. Khi anh loạng choạng tới nông trại gần đó, quân Đức cũng đang kiểm tra ở đây. Thì ra sau khi gian bò ra khỏi tuyết, quân Đức không tìm thấy xác nên quay lại lục soát. Dù không tìm được xác nhưng họ phát hiện ra tấm bản đồ và xác định gian vẫn chưa chết. Với cuộc lùng sục quy mô lớn của quân Đức, ai cũng biết người bỏ chạy là người Na Uy. Gian trở thành anh hùng của Na Uy là hy vọng của đất nước mình. Vì vậy khi được hỏi có thấy bóng dáng của gian không, người dân không những không tiết lộ mà còn bao che để bảo vệ cho anh. Sau khi quân Đức rời đi, Marius cùng em gái chạy tới giúp đỡ gian. Khi mở cửa thấy thức ăn gian nhét ngay vào miệng, nhưng chưa kịp ăn được mấy miếng thì bất ngờ ngất xỉu ngay tại chỗ. Hai anh em nhà Marius thấy vậy lập tức chạy tới kiểm tra sức khỏe, và họ không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra rằng gian không chỉ bị gãy xương khắp người mà vết thương ở chân cũng đã nhiễm trùng nặng. Họ không thể tin nổi rằng gian đã vượt qua những điều khủng khiếp này bằng cách nào. Sau khi được sơ cứu và băng bó đơn giản, gian đã thoát khỏi bàn tay của thần chết. Mấy ngày sau, nhờ sự chăm sóc tận tình của người dân, gian dần lấy lại ý thức, nhưng anh vẫn chưa hiểu mình đang ở đâu. Bỗng nghe tiếng động cơ xe bên ngoài, anh chợt nhớ lại cuộc rượt đuổi. Trung úy không tìm thấy xác cho rằng gian chắc chắn đang ẩn nấp ở nông trại này, vì đây là khu vực gần núi tuyết lở, vì vậy hắn quyết định tự mình dẫn theo người đi lục soát. Hắn nhanh nhẹn đi thẳng vào nhà kho trong khi gian đang trốn ở phía dưới đống rơm. Hai anh em Marius đứng bên ngoài lo lắng đến nỗi tim như muốn rớt ra ngoài. Khi trung úy định trèo lên tầng 2, không may cúc áo huân chương của hắn bị kẹt lại. Đó là vinh quang lớn nhất trong sự nghiệp quân sự của hắn, nên hắn không thể để mất được. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhảy xuống tìm lại huân chương, và điều đó đã vô tình giúp gian thoát khỏi sự truy bắt. Tuy nhiên Marius biết rằng gian không thể ở lại đây lâu, vì vậy nhân lúc trời tối, anh đưa gian tới một căn nhà bên hồ để ẩn nấp. Trước khi đi, Marius để lại một cây nến, một ít khoai lang và một chai rượu để gian giữ ấm. Marius dặn gian ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm và hứa sẽ tìm cách đưa anh sang Thụy Điển. Khi Marius rời đi, gian bắt đầu cảm thấy mơ hồ, do phải luôn đề cao cảnh giác kết hợp với cơn đau nhức toàn thân. Anh không mơ cảnh quân Đức đã bắt được mình thì lại mơ bị thú dữ tấn công. Nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng khác nào tự dồn mình vào thế khó, gian quyết định tháo tất và dùng dao để cắt băng. Khi từng lớp băng được gỡ ra, một mùi thối nồng nặc xộc lên mũi, bàn chân bị thương của anh đã thâm đen lại trông thật khủng khiếp. Nếu không cắt bỏ ngay có thể sẽ lan ra khắp người, vì vậy anh phải mở nắp chai rượu dùng nó để khử trùng, sau đó uống một ngụm để tăng sức mạnh tinh thần. Cắn chặt lấy mảnh vải, gian bắt đầu cắt từng chút một. Mỗi nhát dao cắt vào da thịt khiến anh đau đớn đến mức mồ hôi đổ như mưa. Anh uống thêm một ngụm rượu để giảm đau, tiếp tục quyết tâm cắt đi phần ngón chân thối. Khi kéo ngón chân ra, mồ hôi anh ướt đẫm, và gian nhanh chóng nhét phần đã cắt vào khe tường để không còn phải nhìn thấy. Cuối cùng, sau khi băng bó vết thương, sức lực của anh đã cạn kiệt, anh ngất đi ngay lập tức. Marius trở lại, và khi anh đến đã thấy gian nằm đó được 12 ngày chiến đấu với nỗi đau và sự sống còn. Khi biết gian tự mình cắt đầu ngón chân mà không có thuốc mê, Marius không thể tưởng tượng nổi anh đã phải chịu đựng cơn đau ghê gớm đến mức nào. Nhưng điều đáng mừng là Marius đã tìm ra cách đưa gian tới Thụy Điển. Họ tháo con tàu ra lắp thành một cái xe kéo trên tuyết rồi buộc gian lên đó. Cả nhóm không chỉ phải vượt qua hàng chục ngọn núi tuyết, mà còn phải liên tục tránh sự truy lùng của máy bay Đức nữa. Sau một ngày nỗ lực không ngừng, họ cuối cùng cũng tới được điểm giao nhau. Họ đặt gian ở dưới một tảng đá lớn, rồi nhanh chóng rời đi vì những người ở nông trường không thể rời đi quá lâu, nếu không họ sẽ bị quân Đức nghi ngờ. Vốn tưởng rằng có thể nằm yên ở đây đợi tiếp ứng, nhưng không ngờ băng tan làm nước chảy vào túi ngủ, nên túi ngủ của gian đã bị ướt sũng. Túi ngủ thì ướt, nhưng gian lại bị buộc toàn thân không thể cử động, chỉ có thể run rẩy trong bất lực. Bỗng nhiên lúc này anh nhìn thấy ánh sáng cực quang màu xanh, và nhớ lại mẹ từng nói nếu con nhìn thấy cực quang thì cách nhà không còn xa nữa. Có lẽ vì nhớ tới hơi ấm gia đình, gian ngắm nhìn cảnh tượng thiên nhiên kỳ diệu, rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. 4 ngày sau, Marius đang thiêu vải dính máu đoán rằng gian đang ở bệnh viện Thụy Điển, và lúc này anh đang được các nữ y tá chăm sóc. Nhưng bọn họ chưa kịp vui mừng được bao lâu thì người phụ trách tiếp ứng bỗng tìm tới. Anh ta báo tin không tìm thấy gian, và khi xác nhận lại mới biết người liên lạc đã nói nhầm chỗ. Thời gian trôi qua, có thể giờ này gian đã trở thành cái xác khô rồi, vì vậy Marius vội vàng đưa người có kinh nghiệm chữa bệnh lên núi tìm gian. Khi tìm tới tảng đá đó, Marius phát hiện gian đã bị lớp tuyết dày che lấp. Anh vội vàng đào tuyết lên, Marius hoảng hốt khi thấy gian không còn thở nữa. Anh cảm thấy áy náy tự trách mình không chỉ rõ vị trí. Nhưng ngay lúc ấy gian chậm chậm mở mắt sống lại một cách kỳ diệu. Marius thấy vậy mừng như điên, vội kéo gian ra và gọi người đi cùng bổ sung nước và thức ăn. Marius hỏi gian, cậu đã ăn hết thức ăn từ lúc nào vậy? Gian cầm viên kẹo đường lên cười bảo, tôi vẫn chưa ăn hết, liếm một miếng là bữa sáng, liếm bên này là bữa trưa, còn bên này là bữa tối. Nếu không có các cậu tôi cũng sống đến cuối tuần được. Thì ra chính tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường đã giúp gian duy trì sự sống một cách kỳ diệu.
Vượt qua màn đêm tối tăm sau khi đánh dấu vị trí cho Gian xong, Marius rời đi còn Gian tiếp tục nằm đó đợi tiếp ứng. Anh đã nằm dưới tảng đá này 10 ngày trong khi hành trình chạy trốn đã kéo dài 36 ngày. Mỗi ngày đều là một thử thách khác nhau, và lần này Gian sẽ phải đối mặt với cơn bão tuyết nguy hiểm. Dù người tiếp ứng đã dốc hết sức nhưng bão tuyết vẫn quá lớn, họ chỉ đành quay về và đặt Gian vào trong một hang động để giữ an toàn. Trong lúc di chuyển vì sức khỏe Gian quá yếu nên anh đã thiếp đi. Khi tỉnh lại anh phát hiện mình vẫn chưa tới Thụy Điển, và cuối cùng anh cảm giác như mình không thể chịu nổi cảnh chờ đợi này nữa. Anh nói tôi sống được tới giờ đã là một kỳ tích rồi. Tôi phải tới Thụy Điển để đưa tình báo về cho nước Anh. Người tiếp ứng hiểu điều này chính vì Gian mà họ mới mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ. Họ hứa sẽ đưa Gian tới Thụy Điển nhưng hiện tại bão tuyết quá lớn, và quân Đức cũng đã biết anh đang chạy trốn. Họ tăng cường tuần tra biên giới, và nếu mạo hiểm bây giờ chẳng khác nào tự tìm đến cái chết một cách vô nghĩa. Vì vậy trước khi có cách đi lại an toàn Gian buộc phải ở lại hang động này. Hết cách Gian chỉ còn biết ngồi chờ đợi người dân Na Uy thay nhau đến thăm mình. Những người này có người đến băng bó vết thương cho anh, có người mang thức ăn tới khiến Gian cảm thấy ấm lòng trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy mỗi người là một cá thể khác nhau và không thu hút sự chú ý của quân Đức, nhưng sức khỏe của Gian lại ngày một suy yếu. Nếu cứ tiếp tục như thế này, Gian sợ rằng mình sẽ không sống nổi cho đến khi có thể đến Thụy Điển. Đến lúc băng sắp tan người tiếp ứng mới bắt đầu hành động, Gian đã nằm trong hang động được 17 ngày rồi. Người tiếp ứng đến bên anh nói rằng, bây giờ đang là mùa huấn luyện tuần lộc quy mô lớn, một sự kiện hàng năm mà mọi người đều tham gia. Họ đã chuẩn bị một chiếc xe trượt tuyết và một con tuần lộc được huấn luyện bài bản, nhiệm vụ của nó là kéo Gian tới biên giới. Dù biết rằng cách này có phần mạo hiểm nhưng họ không có lựa chọn nào tốt hơn. Bỗng nhiên em gái của Marius nhớ ra cô từng đưa cho Gian một chiếc khăn tay trên đó, theo tên cô. Nếu quân Đức phát hiện ra chiếc khăn tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng. Vì thế hai anh em quyết định ngồi thuyền tới căn nhà gỗ, nhưng chưa kịp tìm chỗ ẩn náu thì quân Đức đã đến gần. Họ bị khống chế ngay tại chỗ không kịp trở tay. Không lâu sau trung úy nhận được thông tin từ máy bay rằng họ đã tìm thấy ngón chân của Gian trong một khe tường. Để ép hỏi tung tích của Gian, trung úy đã đánh đập Marius không thương tiếc, vì họ buộc phải bắt được Gian nếu không sẽ bị quy tội trong báo cáo lần trước. Còn Gian trong lúc đó đang chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn mới. Quân Đức đứng ở biên giới thấy một đàn động vật chạy tới và lập tức đứng dậy quan sát. Tuy nhiên vì số lượng quá đông và tốc độ quá nhanh, họ không thể phát hiện ra Gian đang ẩn nấp trong đó. Khi Gian tưởng như kế hoạch đã thành công thì bỗng dưng dây cố định của xe kéo tuột ra. Anh muốn kéo lại, nhưng đã quá muộn, xe trượt hất anh ra khiến anh lăn lông lốc trên mặt đất. Vết thương của anh đã nặng, giờ đây cơ thể chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Nhưng Gian không từ bỏ, nhờ ý chí sinh tồn mạnh mẽ, anh đã lật lại xe kéo, cởi bao tay ra và dùng tay đẩy đi. Không còn đàn tuần lộc yểm hộ, Gian đã bị lính canh phát hiện. May mắn thay, trước khi lính Đức nổ súng anh đã trượt xuống dốc và tìm được một tảng đá để trốn. Nhưng điều đó chỉ kéo dài thêm thời gian sống của anh, vì quân Đức rất nhanh chóng đã tìm đến. Gian nhận ra mình không còn sức chống cự, thế là rút súng chuẩn bị dùng viên đạn cuối cùng để kết thúc mạng sống. Nhưng vào đúng lúc anh chuẩn bị bóp cò, bên cạnh bỗng phát ra tiếng động. Ngờ đâu là một con tuần lộc được huấn luyện quay về. Gian biết đây là cơ hội cuối cùng của mình nên vội vàng buộc dây lên ván trượt, rồi nắm chặt lấy. Tiếp theo anh bắn súng lên trời khiến con tuần lộc cũng giật mình bỏ chạy. Dây kéo vụt đi như một mũi tên phóng ra. Cảnh tượng này khiến lính Đức há hốc mồm, nhưng khi họ kịp phản ứng thì Gian đã biến mất. Tuần lộc kéo Gian chạy dưới mưa bom bão đạn, cuối cùng cũng vượt qua được biên giới. Đến đây Gian như có một cuộc đua với thần chết. Cuối cùng người phụ trách cũng xuất hiện vui mừng nói rằng anh đã an toàn. Nhưng cánh tay nắm chặt sợi dây của Gian đã đông cứng lại, người tiếp ứng phải tách từng ngón tay ra. Phía bên kia trung úy biết tin Gian đã thoát được thì tức giận không thôi. Hắn đi xuống nước lạnh để làm dịu cơn tức giận. 3 tháng sau Gian đã thoát khỏi cái chết và dần dần hồi phục sức khỏe. Anh hoàn thành tài liệu mật và đích thân giao cho cấp trên. Dù hành trình gian nan chắc trở, Gian không hề từ bỏ đấu tranh. Từ đó anh tiếp tục phục vụ đất nước, huấn luyện tân binh cho đến khi Na Uy hoàn toàn giải phóng. Dù Marius bị phát hiện nhưng không bị hành hình. Sau khi chiến tranh kết thúc, trung úy cũng bị phán án tử hình vì những tội ác của mình. Bộ phim Người lính thứ 12 được cải biên từ câu chuyện có thật, với nguyên mẫu là anh hùng nhân dân Na Uy Gian Bauzert. Các bạn thấy bộ phim hôm nay có hay không? Hãy để lại cảm nhận phía dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại.